đang ở lăng mộ của Nguyễn Hữu Hào, là cha của Nam Phương Hoàng hậu. Khu này là hiện tại đang bị bỏ hoang nha mọi người. Leo mấy bậc thang nhưng mà mệt quá. Một rừng thông rất là đẹp luôn đó nha. Ngắm cảnh xong dần đâu dần lại Đà Nẵng hả? Hoa chuỗi ngọc rơi trên sàn đá rêu phong, khung cảnh rất là nên thơ. Nhưng mà tiếc là một nơi đẹp như vậy lại là nơi hoang vắng, bị bỏ hoang đã lâu.